đến với câu số 1, bài toán cho như sau. Trong khóa học thống kê chúng ta có 3 lần kiểm tra. Giả sử tỷ lệ phần trăm vượt qua lần thứ nhất nó chính là 28%. Ghi đây ha, lần 1 chúng ta nó là 28%. Nếu như họ rớt lần đầu qua lần 2 thì tỷ lệ đạt nó là 36%. Rồi, rớt lần 2 nó qua lần 3 thì tỷ lệ đạt chúng ta nó là 58%. Anh kêu là xác định cái xác suất mà học sinh này cần 3 lần để vượt qua kỳ thi. Rồi, để đúng 3 lần vượt qua kỳ thi thì chắc chắn lần 1 chúng ta phải rớt, đúng không? Lần 1 ta phải rớt. Xác suất của nó sẽ là 1 trừ 0,28. Chắc chắn lần thứ 2 chúng ta cũng phải rớt luôn, là 1 trừ 0,36. Và lần thứ 3 chúng ta đạt được kết quả là 0,58 à. Lần 1 rớt, lần 2 rớt và lần 3 chúng ta sẽ đậu. Thì mình sẽ bấm máy tính thế này ha. Đây, và cho thu được kết quả đó là 0,2672, là 2673 ha. Vậy là mình sẽ chọn phương án D. Rồi đến với câu số 2. Thì người ta có là một đại học ở Đức dùng thang điểm là thang điểm 5 để chấm điểm. Thì chúng ta có điểm thứ nhất là điểm của calculus giải tích ha. Thứ hai là về đại số điên tính ha, là Y. Rồi, vậy thì học sinh sẽ rớt nếu như điểm của họ at least 4, có nghĩa là họ sẽ rớt nếu như điểm của họ sẽ lớn hơn hoặc bằng 4 à. Sẽ rớt khi cái điểm của họ lớn hơn hoặc bằng 4. Rồi, bài toán kêu là tính xác suất để người này rớt đại số điên tính, tức là đại số điên tính là Y, và điểm của cái Y này nó sẽ rớt, đúng không? Nó lớn bằng 4. Nghĩa là gì? Given that người đó đã vượt qua khóa học giải tích, tức là cái điểm giải tích của họ nó phải bé hơn 4. Để đoán kêu xác định PI lớn hơn bằng 4, given that x bé hơn 4 à. Rồi vậy mình sẽ áp dụng công thức xác suất có điều kiện, đó chính là bằng P của x bé hơn 4 và Y lớn hơn bằng 4. Mình lấy số này mình chia cho P của x bé hơn 4 à. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xác định thôi. Rồi PX bé hơn 4 này, x nó sẽ từ 1 đến 3 ha. Là vậy là chính là những cái ô ở trong cái phần mình tô màu đỏ ha. Đây là px bé hơn 4. Rồi, còn ở trên tử đó là px bé hơn 4 và y lớn hơn hoặc bằng 4. Y lớn hơn hoặc bằng 4 là y bằng 4 hoặc y bằng 5 ha. Đó chính là cái phần màu xanh dương mình tô ở đây. Nghĩa là mình sẽ lấy tổng xác suất ở phần màu xanh dương, mình chia cho tổng xác suất ở cái phần màu đỏ này ha. Mà mình đã tính cái này, mình sẽ thu được kết quả đó là bằng 0,4199 ha. Rồi đến với câu số 3. Một đại học đã điều tra được rằng, một đại học đã thống kê được rằng 95% số học sinh của họ tốt nghiệp từ chương trình cử nhân nè. Vậy thì chúng ta có là chương trình cử nhân nè. Rồi thì có cái tỷ lệ đó là 0,95. Nếu như họ không tốt nghiệp được thì tỷ lệ còn lại đó là 0,05 ha. Còn đây mình sẽ ghi ở đây đó là cái này, và mình thêm một cái dấu gạch trên đầu ha để mình phân biệt. Rồi tiếp theo, 12% người nhận được bằng cử nhân, tức là họ tốt nghiệp chương trình cử nhân ha, sẽ apply for the master program. Vậy thì sẽ ở đây là 0,12 ha, sẽ apply master ha, master program này. Quyết định của mỗi người nó là độc lập với nhau rồi. Vậy thì chọn 12 sinh viên ngẫu nhiên thì xác suất để ít nhất 3 người apply for the master program. Vậy trước hết là mình sẽ tính ra, vậy là xác suất để một người apply master program ha, thì nó chính là bằng, mình sẽ lấy 0,95 mình nhân với 0,12. Đây, 0,95 nhân 0,12, bấm máy tính. Đây, mình thu được kết quả đó là 0,114 à. Rồi, vậy thì rồi chọn 12 sinh viên thì xác suất để tối thiểu 3 người sẽ apply, nghĩa là P tối thiểu là x lớn hơn bằng 3 ha. Rồi thì nó chính là bằng 1 trừ đi P của x bé hơn 3, thì nó chính là bằng Px bằng 0 cộng Px bằng 1 cộng Px bằng 2 ha. Rồi vậy thì cái P ở đây thì nó sẽ tuân theo phân phối binomial, tức là mình sẽ áp dụng công thức thì nó chính là bằng Px bằng 0, nghĩa là C012 nhân cho cái này mình đã đặt đây là P nhỏ đúng không? P nhỏ mũ 0
mình nhân cho Q mũ 12 cộng cho C1 12 nhân cho P mõ mũ 1 nhân cho Q mũ 11 cộng với lại C2 12 nhân cho P nhỏ mũ 2 rồi nhân cho Q mũ 10 nè. Rồi vậy thì mình sẽ bấm cái này trên máy tính là được. Rồi ha. Thì ở đây là 0.8509, nó chính là bằng px bằng 0 cộng px bằng 1 cộng px bằng 2. Rồi, vậy thì cái kết quả đúng của mình nên ra sẽ lấy 1 chúng ta trừ đi tổng cái này. Đây nó chính là bằng 1 trừ đi cái tổng này. Và mình sẽ được kết quả đó là một chữ an 0.1490, là mình sẽ chọn phương án A ha. Còn đến với câu số 5, mình có là số lượng người bầu cử đó là phụ nữ thì tỷ lệ là 59.2%. Rồi, còn là đàn ông thì là 40.8%. Trong 59.2% phụ nữ này có 67,9% thì register, nghĩa là có sự đăng ký, thì chắc chắn còn lại là chưa đăng ký. Tương tự có 62.2% đàn ông là có đăng ký, trường hợp còn lại ha là chưa đăng ký. Thì bài toán kêu là nếu một người đã đăng ký được chọn ngẫu nhiên, thế là sẽ có hai trường hợp, đúng không? Mình xác suất người này là phụ nữ thì mình áp dụng công thức thôi, và sẽ lấy nhánh ở trên đấy 59.2 chúng ta nhân với 67.9 rồi mình chia cho tổng của hai nhánh, à nhánh trên chia tổng của hai nhánh là mình được kết quả, thì nó chính là bằng mình lấy nhánh trên 59.2 nhân với lại 67.9 là nhánh trên à, rồi mình chia cho tổng hai nhánh cộng với lại 40.8 nhân 62.2. Rồi thì số này khi mình bấm máy tính thì xấp xỉ 0.6129 à. Thì mình thấy nó gần phương án D nhất nên mình sẽ chọn phương án D. Rồi câu số 6, giả sử thời gian học của một người được biểu diễn với hàm mật độ xác suất như hình vẽ. Tính xác suất để người này có thời gian tự học là giữa 10 và 15. Thì nó là tính diện tích của phần này ha. Thì chúng ta có là do cái hàm này nó chạy từ 0 cho đến 15, cái ít chúng ta chạy từ 0 đến 15, cho nên là chúng ta có cái tính chất đó là diện tích bên dưới hàm x, tức là diện tích của cái phần màu đỏ lớn này nó chính là bằng 1, diện tích của phần này nó bằng 1, tức là chúng ta có nó là đây là một hình tam giác thì nó sẽ là bằng 1 phần 2 lần đáy là bằng 15 nhân cho chiều cao đó là C, nó chính là bằng 1. Thì mình dễ dàng mình suy ra được đó là C là bằng 2 phần 15. Tính xác suất để một người có thời gian tự học giữa 10 và 15 là tính diện tích của cái phần này, thì nó chính là bằng diện tích phần này là bằng 1 phần 2 là cạnh đáy, độ dài là bằng 5, nhân chiều cao, độ dài là 2 phần 15. Để mình thu đáp án là bằng 1 phần 3, mình sẽ chọn phương án D. Câu số 7, một loại pin có tuổi thọ với thời gian trung bình là một biến ngẫu nhiên với trung bình là bằng 11, tức là trung bình chúng ta là bằng 11 tháng và độ lệch chuẩn nó là bằng 4.6. Giả sử có 380 pin là N bằng 380, tính tỷ lệ trung bình lớn hơn 11.5 là P của X lớn hơn 11.5. Chúng ta có nhiều cái mẫu pin nên là mình sẽ sử dụng Central Limit Theorem để chúng ta xấp xỉ cái này. Vậy thì trước hết là mình sẽ sử dụng đồ biến ha. Mình sẽ lấy x trừ đi mu chia trên sigma, ở đây phải chia cho căn n nó rồi lớn hơn 11.5 trừ đi mu chia cho sigma chia cho căn n. Rồi thì cái lượng bên tay bên phải của mình nó là bằng 11.5 trừ đi mu là 11 chia cho sigma là bằng 4.6 chia cho căn 380. Mình sẽ bấm máy lượng này 11.5 trừ 11
chia 4.6 chia 180. Đây là mình được xấp xỉ 2.11 à. Xấp xỉ 0.11. Rồi thì nó chính là bằng P Z ha. Cái x trừ mi chia cho sigma chia căn n, chính là mình đặt đây là Z lớn hơn 2.11. P của cái Z lớn hơn 2.11 nó chính là bằng 1 trừ đi P của cái Z bé hơn 2.11. Mình sẽ xem 2.11 trong bảng ha. 2.11 là đây, là 0.9826. 1 trừ đi 0.9826 à. Đó, thì mình sẽ bấm máy tính cái này. Đây, xấp xỉ 0.0174. Thì mình thấy nó gần phương án D nhất nên mình sẽ chọn phương án D. Câu số 8, trong một thị trấn thì chúng ta có cái đường đến sân bay. Rồi, xe buýt nó sẽ đến trạm mỗi 12 phút à. 12 phút. Và chuyến đầu tiên là vào 7 giờ sáng. Rồi, giả sử một người hành khách đi đến trạm trong một cái khoảng thời gian từ 7 cho đến 7 giờ 54. Đây là 7 giờ 54. Rồi, vậy thì xe buýt đến trạm mỗi 12 phút và bắt đầu từ 7 giờ. Vậy ta sẽ bắt đầu ở đây. Là 7 giờ xe buýt sẽ đến trạm. Tiếp theo là 7 giờ 12. Tiếp theo đó là 7 giờ 24. 7 giờ 36. 7 giờ 48. Và 12 phút nữa là 8 giờ ha. Vậy thì xác suất để người đó lỡ ít nhất là 4 trạm, tức là người ta sẽ lỡ chậm 1, chậm 2, chậm 3, chậm 4. Ít nhất là 4, vậy thì tối thiểu là 4 trạm. Và cái thời gian nó đến trạm thì chắc chắn nó sẽ nằm trong cái trạm màu xanh này. Mình chắc chắn là cái này nó sẽ tuân theo uniform distribution ha. Vậy thì cái P của mình nó chính là bằng tích phân từ 36 cho đến 54. À, mình lấy cái phút nè, 36 đến 54 chia cho 1 chia cho B trừ A, tức là 54 trừ 0. Rồi, vậy thì cái này mình nhận được nó ra 1/3. Thì phương án chính xác ở đây nó là phương án C. Và đến với câu số 10, đáng cho như sau, một cái xưởng bánh sẽ có lợi nhuận là 15 đô trên mỗi cái bánh. Rồi, đây cho cái bảng số liệu, bảng ra tên là tính trung bình và độ lệch chuẩn của cái tiền lời. Đó, thì mình có được là họ bán với 15 đô trên một bánh à. 15 đô trên một cái bánh. Thì tiền lời mình đây ha, mình sẽ thêm một cái hàng đây là tiền lời. Còn với trường hợp bán được không cái bánh, tiền lời sẽ là không. Một cái bánh là 15, hai bánh là 30, 45 và 60. Vậy thì cái ngày mình đặt đây là 10. Vui thì sẽ là bằng tổng sigma của x trên cho fx. Rồi thì mình sẽ bấm máy ha. Rồi cái x của mình ở đây nó là 0, 15, 30, 45, 60. Và cái fx của mình đó chính là cái hàng probability. Thì mình lấy 0 nhân cho 0.0273 cộng 15 nhân cho 0.1581 cộng 30 nhân cho 0.1596 45 nhân cho 0.3303 cộng 60 nhân cho 0.3247. Mình thu được đáp án nó là 41.505. Rồi, vậy thì cái độ lệch chuẩn của mình sigma nó chính là bằng căn bậc 2 của tổng sigma của x bình fx và mình trừ đi cái mu bình phương. Rồi cái mu mình đã tính là câu A, rồi mình sẽ tính cái x bình fx này nữa ha. Rồi thì x bình thì mình chỉ việc là mình lấy cái 15 mình bình lên à. 30 mình bình lên. 45 mình bình lên và 60 mình bình lên. Rồi mình được kết quả, rồi mình trừ cho cái 41.505 bình phương. Đây. Mình lấy căn bậc 2.
nó lệ chuẩn của nó là 17.1559. Thì phương án chính xác ở đây nó là phương án D. Rồi đến với câu số 11, đáp cho số lượng sản phẩm mua trong cái trang web thời trang tuân theo phân phối voi son ha. Với trung bình là mui là bằng 4 sản phẩm trên 1 giờ ha. Rồi, nếu bạn biết rồi thì mui của chúng ta nó chính là bằng lambda luôn, và nó bằng 4. Giả sử chúng ta biết rằng có ít nhất hai sản phẩm được bán từ 7 đến 9 giờ, tức là trong cái khoảng thời gian này là 2 tiếng đúng không? 2 hour. Chắc chắn là mình phải tính được lại cái lambda mới là bằng 4 nhân cho 2 là bằng 8. 8 sản phẩm trên 2 hour. Vậy thì tính xác suất để có đúng 10 sản phẩm Px bằng 10. Và chúng ta kết hợp theo điều kiện đó là at least two item là x lớn hơn bằng 2. Px bằng 10 given x lớn bằng 2 đó chính là bằng Px bằng 10 và x lớn bằng 2, tức là x bằng 10 chia cho Px lớn hơn hoặc bằng 2. Rồi, thì đây là phân phối Poisson với lambda là bằng 8. Mình áp dụng công thức thôi ha. E mũ trừ lambda nhân lambda mũ k, ở đây k bằng 10, chia cho 10 dây thường. Px lớn bằng 2 nó chính là bằng 1 trừ đi E mũ trừ lambda. Mình có là Px lớn bằng 2 nó chính là bằng 1 trừ đi Px bé hơn 2, tức là 1 trừ đi Px bằng 0 cộng Px bằng 1 ha. Rồi, vậy thì nó chính là bằng E mũ trừ 8 nhân cho, mình đặt E mũ trừ 8 nhân từ chung, ở trong mặt nó là 8 mũ 0 chia 0 dây thừa cộng 8 mũ 1 chia cho 1 dây thừa. À, thì mình sẽ bấm cái này ra, chia cho 0 dây thừa là bằng 1 cộng 8 mũ 1 chia 1 dây thừa là bằng 8. À, mình được kết quả là 0.09956 là câu B ha. Để chọn câu B. Số 12. Chúng ta có hai biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối normal distribution ha. Thì chúng ta có đó là x thì là theo normal với mu là bằng 9, sigma bình phương là bằng 0.2 bình, y thì tuân theo phân phối normal với mu là bằng 8 và sigma bình phương bằng 0.27 bình. Thì mình suy ra được đó là z bằng 3x trừ 4y. Chắc chắn cái này cũng tuân theo normal distribution với cái mu của nó chính là bằng 3 lần mu của x, tức là 3 nhân 9 trừ đi 4 lần mu của y bằng 4 nhân 8 đây ha. Đó chính là bằng trừ 5. Rồi cái variance của nó là cái sigma bình phương thì nó chính là bằng 3 bình là 9 ha. 9 nhân cho 0.2 bình cộng với lại cái chỗ này mình sẽ ghép nó thành trừ 4 cộng cho trừ 4y, thì có nghĩa là cộng cho 16 nhân cho 0.27 bình phương ha. Cái số trừ 4 này thì mình sẽ tách thành 3x cộng với lại trừ 4y thì nó chính là bằng 3 bình nhân cho 0.2 bình cộng trừ 4 bình nhân cho 0.27 bình. Mình được đáp án này là bằng 1.5264. Thì mình sẽ chọn phương án A ha. Rồi đến với câu số 13, một giảng viên đại học không bao giờ kết thúc bài học ông ấy vào cuối của cái giờ đó, và luôn luôn kết thúc bài giảng sau 5 phút kể từ cái cuối cái giờ đó. Rồi ha, vậy thì gọi x là thời gian giữa cái lúc kết thúc cho đến cái lúc ông này kết thúc bài giảng. Rồi vậy thì cái x thì nó tuân theo cái hàm PDF bằng fx 3 bình chia 5 mũ 3 ha. Thì cái này là gọi là end of hour ha. End of hour, và thêm một cái đoạn nữa thì đây mới là end of lecture ha. Thì mình gọi thời gian đây là đây là không, thì tại đây nó sẽ là m. Điều kiện ở đây là m sẽ bé hơn 5 ha, do ông này sẽ kết thúc bài giảng trong vòng 5 phút
một cái điểm M nào đó. Rồi bài toán kêu xác định trung vị của x. Thì để xác định được trung vị của x thì ta sẽ áp dụng công thức ha, là tích phân từ 0 đến M 3x bình chia 5 mũ 3 để cái này nó sẽ là bằng 0.5 ha. Thì cái này mình có thể mình đưa nó ra ngoài, đó là 3 phần 125. Thì mình nguyên hàm cái này lên là x mũ 3 chia cho 3, 33 hết ha. Thì còn lại là số 1 là 1 phần 125 x mũ 3. Thế cạnh trên này M, cạnh dưới là 0, dưới là 0 thì hết ha. Còn cạnh trên thì tức là M mũ 3 chia 125 bằng 0.5. Thì mình tìm M ha, là lấy 125 nhân 0.5, lấy căn bậc 3 của số này ha, mình được kết quả là 3.9685. Thì nó gần câu D nhất nên mình sẽ chọn phương án D ha. Rồi chúng ta sẽ đến với câu số 14, có 5 cái máy nha, B1 đến B5. Chúng ta biết được là nó đã sản xuất bao nhiêu đó phần trăm từng loại sản phẩm. Rồi, vậy thì mình sẽ minh họa lên ha. Chúng ta có 5 máy B1, B2, B5. Rồi thì mỗi máy nó sẽ chiếm 18.6%, đây chiếm 69.6% ha, và cái cuối cùng chiếm 3%. Rồi, và chúng ta biết được tỷ lệ sản phẩm bị hỏng khi sản xuất từ cái máy đó ha, tương ứng mỗi cái đầu là 4.4 nè, cái thứ hai là 10.3 vân vân ha, cái cuối cùng nó là 2.9. Vậy thì bài toán kêu là thì ngẫu nhiên sản phẩm từ trong cái máy này nó bị hỏng á, bạn kêu là máy nào có khả năng sản xuất ra sản phẩm hỏng này nhất. Vì cái cách mình làm đó là tỷ lệ sản phẩm hỏng từ một cái máy chính là bằng mình lấy thằng ở phía bên trên dân cho cái thằng phía đằng sau ha. Mình sẽ ra được tỷ lệ tương ứng của từng cái máy, mình sẽ nhân lại rồi mình sẽ so sánh cái nào lớn nhất thì nó chính là cái máy đó. Là vì mình nhân cái thì mình sẽ quan sát ha, thì mình thấy được là máy B2 nó có đây là 69.6 và đồng thời bên đây là 10.3, thì khi nó nhân lại thì khả năng cao nó là lớn nhất ha. Nên là mình sẽ chọn ngay là cái máy B2 ha, thì khi nó nhân lại thì chắc chắn là lớn nhất rồi. Mình sẽ chọn ngay máy B2 và mình sẽ chọn phương án E ha. Rồi đến với câu 15 là có một cái mạch điện gồm có ba cái phần như thế này. Rồi, thì mỗi cái sẽ hoạt động với lại xác suất là T là bằng 0.82. Bạn kêu là xác định tỷ lệ cái máy này hoạt động. Vậy thì để cái mạch điện này chạy được thì nó đi một trong ba đường là được hết ha, đúng không? Đi một trong ba đường này là được. Gọi đây là A, đây là B và đây là C. Thì đề bài cần mình xác định T của A cộng B cộng C. Thì mình áp dụng công thức ha, đó là bằng PA tức là P cộng PB cộng PC tức là 3P. Rồi mình trừ đi PAB trừ đi PBC trừ đi PAC, mình cộng với là P của ABC. Do các cái máy này hoạt động độc lập nên PAB nó cũng chính là bằng PA nhân PB tức là P bình phương. Thì tương tự thì sẽ là trừ 3P bình phương và cái cuối cùng chính là cộng P mũ 3 ha. Vậy thì nó chính là bằng P mũ 3 trừ 3P bình cộng 3P. Rồi thì mình sẽ bấm máy ha. Mình biết rồi. Sẽ bấm nhập vào là x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3x, mình cho P là bằng ở đây là 0.82 ha, 0.82 đây 0.9942. vậy là mình sẽ chọn đáp án E ha. Rồi đến đây con số 17 ha, thì mình đánh cho một cái bảng xác suất hợp học sinh sẽ chọn một trong hai câu hỏi điểm để qua được cái môn, đó là 3 hoặc là hơn ha, 3 điểm trở lên. Là tìm xác suất học sinh này qua môn. Trước hết là học sinh này qua môn khi nào, thứ nhất là họ cần chọn một trong hai câu, một trong hai câu là được. Thì mình sẽ tính là xác suất họ chọn câu 1, xác suất dính vào câu 2. Xác suất câu 1 là mình sẽ cộng các phần từ trên hàng ngang đầu tiên lại. Khi mà mình cộng hàng ngang đầu là thu được 0.3897 ha. Và cộng hàng ngang 2 thì mình thu được 0.6103 ha. Rồi, vậy thì xác suất
mình có hai câu đúng không? Vậy là question 1 thì xác suất của nó là 0.3897. Question 2 xác suất của nó là 0.6103. Rồi thì đối với mỗi câu hỏi thì chúng ta có là để qua được môn thì điểm phải lớn hơn hoặc bằng 3, là nó phải nằm trong cái khung màu đỏ này ha, đúng không? Điểm nó phải lớn bằng 3. Để qua được câu số 1 thì xác suất nó chính là mình cộng ba thằng này lại ha, ba thằng này lại thì mình tính được nó là 0.1496. Rồi thì tương tự câu hỏi 2, để đạt được thì mình sẽ cộng ba xác suất này lại ha, mình được nó là 0.2038. Vậy thì để học sinh qua được môn này thì chắc chắn là mình có là đây là tỷ lệ nó đạt ha, đạt thì mình sẽ lấy nó là P đạt, nó là bằng mình lấy xác suất dính câu hỏi 1 mình nhân cho tỷ lệ đạt, mình cộng với lại xác suất dính câu hỏi 2 nhân cho tỷ lệ đạt là được. Rồi vậy thì nó là bằng 0.3897 nhân 0.1496 cộng 0.6103 nhân 0.2038 à, gọi là xấp xỉ 0.1827. Thì mình sẽ chọn phương án E ha.